chào tất cả quý vị khán giả. Diễm Loan rất vui khi lại được gặp gỡ tất cả quý vị trong chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác. Mỗi ngày trôi qua sẽ có rất nhiều những tình huống bi hài khó đoán xảy ra trong đời sống của chúng ta, và đặc biệt là trong quá trình mình tham gia giao thông á. Và cũng giống như tên gọi của chương trình nha, những tình huống sẽ được diễn tả dưới góc độ nhẹ nhàng, hài hước, nhưng sẽ mang trong mình thông điệp cảnh giác là không bao giờ thừa đâu. Và ngay bây giờ xin được mời bà con cùng đến với tình huống ngay sau đây. Trời đất ơi, khiếp, chả gì chả thấy ghê vậy. Bà con biết không, mỗi ngày á hả, nhiều khi lưu thông trên đường á, Loan phải thốt lên những cái câu như vậy không phải một lần hai lần đâu, mà khổ cái hành vi lấn làn vượt ẩu rõ ràng là vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường bộ đó, mà còn là cái cách hành xử coi thường mạng sống của người khác. Chứ không hiểu sao nhiều người vẫn cứ phải lái xe vậy mới chịu được á. Mà bà con mình thử tưởng tượng đi, mình mà vượt xe khác ha, rồi mình lấn làn ha, rồi xe ở cái làn đúng chiều đi ngược lại, à có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là một cái cú va chạm trực diện. Thôi, thiệt tình không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra tiếp theo luôn á. Mà Diễm Loan mới nhắc tới cái hành vi lấn làn vượt ẩu thôi mà đã nghe nguy hiểm sao rồi đúng không? Vậy mà các bác tài trong tình huống sau đây nè còn nối đuôi nhau vượt ẩu trên đường, có nghĩa là sai luật mà tập thể luôn á. Thấy chà chà, cái hành vi này thiệt tình là phải lên án à nghe. Tình huống xảy ra trên đoạn đường qua xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Lúc này trên đường có khá đông phương tiện qua lại, tại góc cua khuất với vạch kẻ đường nét liền màu vàng cùng biển báo cấm vượt, hai chiếc xe tải lớn đã nối đuôi nhau lấn làn, bất chấp quy định và vượt các xe ô tô cùng chiều. Camera hành trình ghi lại cho thấy sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Một chiếc ô tô màu trắng phía trước đã phải tấp vào làn đường dành cho xe máy để tránh va chạm. Chiếc xe có gắn camera hành trình cũng phải giật lên làn xe máy để tránh tai nạn với hai chiếc xe tải. Nhiều người tỏ ra bức xúc về văn hóa lái xe và sự thiếu ý thức của các tài xế, mong rằng cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe. Đó, bà con mình thấy không? Hành vi lấn làn của những bác tài này á, mà khiến cho người đi đúng chiều, ủa, tự nhiên cái hoang mang thấy sự ngổn ngang. Ủa vậy mình đúng hay mình sai? Thiệt, nhiều khi chạy xe ngoài đường mà tôi không biết tôi đang chạy đúng đường hay không luôn á. Tại vì người ta đi sai mà người ta đi thành đàn, thành đường, rồi thành hàng thành lối luôn kìa. Mà những cái vụ việc như vậy á, gây ra tai nạn giao thông là cái chuyện rất là dễ dàng luôn. Nếu lỡ trong tình huống này có xe máy đang lưu thông nữa thì quả thật hậu quả không dám tưởng tượng. Diễm Loan thật sự không dám nghĩ thêm nữa luôn á. Tại vì nghĩ là tự nhiên cảm thấy giống như bộ phim kinh dị vậy đó. Mong là các bác tài khi tham gia giao thông nâng cao ý thức của mình một chút xíu giùm em đi, đảm bảo an toàn cho bản thân và cả những người xung quanh nữa. Đi phải an toàn, về nhà phải bình an, chứ đừng có tạo ra sự ngổn ngang tâm lý cho người khác như vậy nha. Đừng vì hành vi sai lầm của mình mà ảnh hưởng đến những người xung quanh, được không nè? Đi ra đường á, đố bà con mình biết Diễm Loan sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là cái cảnh này nè. Đó là cảnh một người lái xe máy lạng sang trái rồi lắc sang phải. Nói chung là chạy một cách rất mất bình tĩnh, chạy một cách rất là không kiểm soát. Nói chung là đường mình chạy dạng vậy á. Trời đất ơi, kiểu mà một mình ổng chạy mà bao nhiêu người thế gian phải từng né. Hay là thôi anh dừng hẳn xe lại đi, rồi mình nghiên cứu lại đoạn đường, mình vẽ lên cái kế hoạch đường đi rồi mình hãy chạy được không? Ổng biết là lái xe như vậy thỏa mãn được cái sự đam mê gì mà Loan chỉ thấy nhiều anh nhiều chị vẫn cứ chạy xe vậy mỗi ngày luôn á. Cái cuối cùng kết quả là tai nạn ập tới liền tai, hồi nào không hay cho họ coi. Tình huống sau đây là một cái minh chứng nè, không có giỡn mặt với tử thần được đâu. Vụ việc được camera hành trình ghi lại vào ngày 19 tháng 9 vừa qua. Một người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu không bình thường, liên tục lạng lách đánh võng trước đầu ô tô. Người này sau đó đánh lái lao vào hông phải một chiếc ô tô phía trước và ngã lăn ra đường nằm bất động. Diễm Loan nói không có sai mà đúng không? Chạy xe mà lạng lách như vậy khác gì rước họa vô thân đâu. Khi tham gia giao thông, bà con mình tuyệt đối đừng có thực hiện hành vi lạng lách đánh võng nha. Không có thể hiện được gì hết á, chỉ có mất thể diện thôi. Hành vi này không chỉ gây ra tai họa cho bản thân mình mà còn phải đền bù thiệt hại cho những cái người mà người ta không may phải chịu ảnh hưởng do hành vi sai phạm của mình gây ra. Tội lỗi lắm. Bà con ơi, xe máy là cái phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân mình khi đi lại nè, rồi đi chợ, đưa con đi học, đi tới quán ăn, đi tới cửa hàng.
mà tới đâu thì mình cũng phải giữ xe, đúng không? Tuy nhiên, thực tế hiện nay có những quán ăn hỏng có nhân viên giữ xe và chỉ có một cái bảng viết một cách rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ thương, đáng yêu: xin mời quý khách vui lòng tự giữ xe. Ờ là xong rồi đó. Và chính cái điều này khiến cho kẻ gian lợi dụng cơ hội hành nghề. Mọi người lưu ý tránh rơi vô trường hợp như sau đây nghe. Vụ việc xảy ra tại một quán ăn khu vực phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này có một vị khách nam chạy xe quay Alpha màu xanh vào quán để ăn. Có lẽ thấy xe để hớ hên và không ai để ý nên một đối tượng nam đã tiến tới khởi động xe rồi quay đầu leo xe rồ ga tẩu thoát. Đáng chú ý, chiếc áo kẻ trộm mặc rất giống áo của chủ xe khi vào. Tình huống trộm cắp này thật sự á, theo như Diễm Lai, không đơn giản là kẻ gian chộp lấy cơ hội đâu nha. Chi tiết vô cùng quan trọng đó là tên trộm và chủ xe đã mặc hai chiếc áo rất giống nhau. Ôi là la, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Hay, có lẽ tên trộm này đã đầu tư để trộm xe một cách rất lọc, vì vậy đã đánh lừa được những người xung quanh. Hay, chỉ tội nghiệp cho khổ chủ thôi. Sau bữa ăn, mất nguyên con xe, chỉ vì thiếu cảnh giác. Khi ở nhà, nhiều người thường chủ quan hỏng có khóa cửa chính mà chỉ khép lại hờ hờ thôi. Thực tế cho thấy, trong một không gian nhiều phòng như là nhà ở, chủ nhà thật ra không có giám sát được hết có người vô nhà mình hay không luôn á. Đặc biệt là khi dò thám được chủ nhà mà ở nhà một mình, những cái tên trộm nhân lúc chủ nhà không có chú ý, lợi dụng cửa chính mở he hé, lẻn vô thì núp sẵn bên trong nhà, đợi thời cơ đến sẽ ra tay thực hiện hành vi phạm pháp của mình. Những cái tình huống sau đây thể hiện rõ sự táo bạo khi trộm đột nhập vô nhà, khi mà người dân vẫn đang sinh hoạt ở trong nhà luôn, mới ghê chứ. Tình huống sau được một hộ dân ở tỉnh Bình Phước phản ánh. Theo đó, lúc này nhà đóng cổng ngoài nhưng cửa chính lại mở. Một đối tượng nam mặc đồ đen đã leo rào từ nhà hàng xóm vào trong. Thời điểm chủ nhà đang loay hoay làm việc nhà phía sau thì tên này đã đi vào trong phòng, lấy một số đồ giá trị và tiền, sau đó lặng lẽ rời đi. Đến khi gia chủ phát hiện mất đồ trích xuất camera thì đã quá trễ. Ghi nhận sau từ camera an ninh nhà dân ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Thời điểm này mọi người ở bên trong nhà, cạnh lúc gia chủ chưa đóng cửa, một thanh niên bịt khẩu trang nhẹ nhàng tiến vào. Tên này sau đó lấy trộm laptop xách đi mất. Ây, đúng là táo tợn luôn á. Bất chấp gia chủ vẫn trình định ở trong nhà chứ có đi đâu đâu, vậy mà kẻ trộm vẫn vô nhà rồi lấy tài sản một cách rất là ngang nhiên. Ây, các hộ gia đình ơi, em Diễm Loan lưu ý với mọi người nha. Đã một công đóng cửa nhà thì mình đóng cho cẩn thận, mình cài khóa, chốt nó lại bên trong đi, để nội bất xuất ngoại bất nhập nó an toàn hơn không? Và rất đáng mừng vì có trường hợp gia chủ đã kịp thời nhờ sự hỗ trợ của công an địa phương để vây bắt tên trộm. Nhưng mà đâu phải trường hợp nào cũng may vậy đâu. Xin được chia buồn cho những trường hợp đáng tiếc, chủ nhà phát hiện câu chuyện thì đã quá muộn. Get over, đành phải rút kinh nghiệm cho lần sau. Lúc này thì chỉ có thể nói là của đi theo trộm, khó mà lấy lại được, có không giữ mất đừng tìm. Tình huống vừa rồi đã khép lại chương trình Bà Con Ơi Cảnh Giác ngày hôm nay. Mong là từ những video của chương trình thì sẽ giúp cho mọi người chủ động phòng ngừa và cảnh giác hơn trong đời sống hàng ngày nha. Để không bỏ lỡ các tập phát sóng của Bà Con Ơi Cảnh Giác, quý vị có thể xem lại chương trình qua kênh YouTube Truyền Hình Tây Ninh. Còn bây giờ, em Diễm Lai xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con mình trong số phát sóng tiếp theo nha. Xin chào!